Konnichiwa. Hàn Lê xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, sau đây là 8 lý do chính tại sao Panasonic MHA7 mang lại cho quý vị những công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất. Đây là một trong những chiếc ghế massage tuyệt vời cho những người thích xoa bóp ở cơ chế mạnh mẽ. Quy mô sâu rộng được kết hợp với phong cách massage chuyên nghiệp. Panasonic gọi đó là sự thoải mái đến tuyệt đỉnh. Vì vậy, nếu quý vị mong muốn được trải nghiệm sự thư giãn tuyệt vời từ các con lăn đi sâu vào các cơ bắp và xung động mạnh mẽ vào cơ thể mình để giảm đi căng thẳng và mệt mỏi, thì đây là lựa chọn thông minh nhất. Trước hết, thưa quý vị, Panasonic là một tập đoàn chuyên nghiệp trong việc đổi mới ghế massage chair trong nhiều thập kỷ qua. Panasonic bắt đầu việc kinh doanh ghế massage từ năm 1969 và đã bán được hơn 4 triệu ghế massage. Cho đến nay, Panasonic tiếp tục đổi mới công nghệ và đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Bằng cách sử dụng công nghệ tân tiến, vượt bậc và cải thiện mỗi ngày thêm những chiếc ghế massage của họ. Thứ hai, chế độ massage được thiết kế phù hợp theo kích thước, hình dạng và thậm chí là sự cơn đau cho chính cơ bắp của quý vị. Quý vị đã bao giờ trải nghiệm sự thư giãn tuyệt vời từ một chuyên viên massage thật thụ chưa? Quý vị có tin rằng MHA7 có thể massage cho quý vị vào đúng từng huyệt đạo trên cơ thể với những lực ấn huyệt vừa phải và những cảm giác như là một nhà vật lý trị liệu thật sự đang massage cho quý vị? MHA7 có đến 1080 điểm cảm biến chạy dọc khắp xương sống của quý vị. Sau đó, nó sẽ điều chỉnh cơ chế massage phù hợp với từng cơ thể khác nhau của quý vị. Ngoài ra, MHA7 sử dụng một bộ cảm biến áp suất độc đáo để đo bộ căng cơ cho cơ thể của quý vị. Sử dụng hàng chục lần mỗi giây để MHA7 có thể kéo lại hoặc ấn mạnh hơn tùy theo sở thích của mọi người. Điều này cho phép các con lăn massage ấn vào các cơ bắp với những cường độ ấn phù hợp. Thứ ba, MHA7 rất phù hợp cho massage vùng cổ, vai trên, từng đốt sống lưng và bàn chân của quý vị. Đó là những khu vực được ưa thích mà những người sử dụng cảm thấy thỏa mãn về chiếc ghế massage MHA7. Nó cũng rất phù hợp để xoa bóp vùng tay trên, vùng tay dưới, hông, đùi và bắp chân. Nếu quý vị quan tâm về cơ chế massage vai và lưng thì MHA7 có lẽ là chiếc ghế massage tốt nhất cho các khu vực quan trọng này. Các con lăn có thể nhô lên tới 4,9 inch để áp dụng cơ chế massage chuyên sâu cho các khu vực này và còn có thể đánh vào cơ cổ cũng như cơ vai và đốt sống. Đối với khu vực lưng dưới của quý vị, MHA7 thực hiện những chuyển động massage chuyên nghiệp bằng cách sử dụng kết hợp cả massage bằng các túi khí và con lăn. Thứ tư, đó là MHA7 cung cấp chế độ massage trị liệu ở các vùng mô sâu như cơ mông và cơ hông của quý vị. Bằng cách sử dụng một sự kết hợp đôi tiên tiến từ các con lăn và túi khí, một lần nữa, chế độ massage 3D được áp dụng cho khu vực quan trọng này và cho phép các con lăn nhô ra khoảng 4,9 inch để áp dụng massage chuyên sâu vào các cơ vùng mông của quý vị. Và đối với các cơ hông, các túi khí nâng cơ thể của quý vị lên để kích thích hông trong khi con lăn tiếp tục dây ấn và xoa bóp. Thứ năm, thưa quý vị, MHA7 mang lại liệu pháp massage trị liệu cho quý vị ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. MHA7 mang đến sự thoải mái tột đỉnh
và làm dịu đi tất cả các cơn đau mỏi cơ ở bất kỳ nơi đâu trong cơ thể của quý vị. Điều hòa và kích thích tuần hoàn máu trong cơ thể mang đến cho quý vị một sức khỏe dẻo dai và hạnh phúc trọn vẹn. Hơn thế nữa, MHA7 có thể phục vụ quý vị đến 24/7. MHA7 chính là một chuyên viên massage chuyên nghiệp được sinh ra để phục vụ cho nhu cầu của quý vị bất kể thời gian nào. Một điều khác nữa mà MHA7 sử dụng đó là các con lăn hồng ngoại. Các con lăn hồng ngoại này được làm nóng lên mang lại lợi ích kép vì chúng áp dụng liệu pháp tỏa nhiệt vào đúng vị trí đang được massage. Sự kết hợp này sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể của quý vị. Nhiệt được tỏa ra giúp cải thiện lưu thông máu và làm mềm các bắp cơ. Sau đó, các động tác massage sẽ làm dịu đi những cơn đau và giúp cơ bắp của quý vị được thư giãn. Vì vậy, hai tác dụng mà hoạt động luân phiên với nhau và cung cấp liệu pháp trị liệu massage toàn diện. Tiếp theo đó, MHA7 mang đến cho cơ thể massage chân thực sự thỏa mãn vì được thiết kế để mô phỏng chuyển động của một chuyên viên massage chuyên nghiệp. Khi thực hiện massage chân, một chuyên viên massage sẽ sử dụng đôi tay của họ để giữ lòng bàn chân và sau đó sử dụng cả hai ngón tay cái để ấn vào từng huyệt đạo trên lòng bàn chân của quý vị. MHA7 có thể mô phỏng hoàn toàn liệu pháp trị liệu này bằng cách sử dụng túi khí để quấn quanh và giữ đôi bàn chân của quý vị ở vị trí chắc chắn trong khi các con lăn ấn liên tục vào huyệt đạo trên lòng bàn chân một cách chính xác. Ngoài ra, MHA7 cũng cung cấp nhiều kiểu massage chân khác nhau, từ nhào nắng đến dây ấn nhịp và thậm chí là massage shiatsu phong cách cổ truyền Nhật Bản. Cuối cùng thì MHA7 cung cấp các lựa chọn tùy chỉnh để mọi người tìm thấy các cơ chế massage mà họ yêu thích. Có đến 9 chương trình tự động được cài đặt vào MHA7 và rất dễ sử dụng. Chiếc ghế massage MHA7 sẽ đưa quý vị qua một loạt các động tác massage được lập trình sẵn chỉ bằng một nút bấm trên thanh điều khiển. Ví dụ, chế độ massage phong cách Swedish nhẹ nhàng hơn và có một cơ chế chuyên sâu với một cường độ vừa phải. Và đối với những người thật sự thích massage mạnh hơn thì MHA7 còn cung cấp cho quý vị cơ chế massage trị liệu Shiatsu phong cách Nhật Bản. Ngoài ra, còn có 5 chế độ khác nhau như kéo giãn, căng cơ, cổ và vai, lưng trên, lưng dưới, hông và cơ mông. MHA7 vô cùng dễ sử dụng. Chỉ cần một thao tác nhấn nút, mỗi chương trình sẽ cung cấp cho quý vị trải nghiệm massage nhắm vào từng khu vực cụ thể. Và sau đó, đối với những người muốn massage nhanh vào buổi sáng trước khi đi làm, chỉ cần nhấn nút quick nhanh chóng là MHA7 sẽ cung cấp cho quý vị một chế độ massage thư giãn chỉ trong vòng 10 phút. Và thưa quý vị, MHA7 đã được lựa chọn bởi Wakilia là một trong 10 chiếc ghế massage tân tiến và tốt nhất thế giới. MHA7 đứng hàng thứ 3 trong top 10. Và đó cũng là những lý do chính tại sao quý vị nên lựa chọn Panasonic MHA7 để sở hữu một số những lợi ích từ chiếc ghế này. Một chiếc ghế đầy sức mạnh và tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay. Một lần nữa, chúng tôi nhận ship hàng đi trên 50 tiểu bang và có chương trình financing cho quý vị. Xin gọi cho hotline của chúng tôi ngay hôm nay ở số 833-458-8872.
0833-458-8872 hoặc 714-290-1755 714-290-1755 để lấy hẹn ngay hôm nay để được trải nghiệm và sở hữu chiếc ghế massage Panasonic MAJ7 từ Nhật Bản. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.